Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành quyết định 175 về kế hoạch triển khai thi hành luật căn cước. Trong đó, đáng chú ý sẽ triển khai thu thập ADN giọng nói từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Mục tiêu của kế hoạch này là xác định rõ nội dung, thời hạn, tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức liên quan đến đảm bảo triển khai luật căn cước một cách kịp thời đồng bộ, thống nhất, hiệu lực và hiệu quả. Với nội dung gồm, Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về căn cước, tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, tổ chức và người trực tiếp làm công tác quản lý căn cước, biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến luật căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, bảo đảm điều kiện về phương tiện giải pháp kỹ thuật để tổ chức triển khai việc thu nhận sinh trắc học về mống mắt, ADN, giọng nói, tích hợp khai thác thông tin trong thẻ căn cước và căn cước điện tử mở rộng việc kết nối chia sẻ thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu căn cước tổ chức kiểm tra việc thi hành luật căn cước và văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật kế hoạch này nhằm đảm bảo tính hiệu quả và đồng bộ trong triển khai luật căn cước trên toàn quốc đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ngành trong quá trình thực hiện